chuột vít đồ, chả lơ đồ đầy đủ ha. Mang chân cọ này đó, ốc vít để mình dặn vô máy này, ốc vít để mình dặn vô cái bốn cái con ốc này vô cái chân máy của mình á đó. Đó, và hàng này là hàng mới 100% nha cô chú anh chị. Đó, đây Huone này, dây đeo này, dây đeo thì có bọc bọc tay lái này. Đó, dây đeo của Hu này, linh luôn chưa xé luôn này cô chú anh chị ạ. Đó, về một con dao sản xuất Thụy Điển và đây cầm tay lái rin của nó luôn. Đó, thì đặc biệt cái cầm của Hu Quang Thái đánh giá rất cao vấn đề này. Có nghĩa là cái phi này là phi 19 này của chú anh chị. Nhưng mà cái phi 19 ha, bản thân nó đã dày rồi. Của chú anh chị thấy không? Bản thân nó đã dày rồi. Nhưng mà cái phi này đa phần kết cỏ là nó là cái đường kính của cái phi này này 19. Nhưng mà bên Hu á là giống như là lão làng á, có kinh nghiệm làm rồi. Họ lại ép cái cầm này này của chú anh chị, nó còn 18 à. Ép cái đầu mà đỡ mình bắt vô cái lỗ này này, cái cần này này, nó 18 à. Bình thường chỗ này 19 đúng không? Nhưng mà họ tới đây cô chú anh chị thấy có cái ngấn không? Ngấn này, rồi thấy có ngấn này. Thì nó vô tới đây nó còn có 18 à. Thì nó làm cho cái cầm nó chắc hơn nha cô chú. Thanh lý cần của chú anh chị ạ. Thanh lý cần Huone ha. Huone chính hãng nha cô chú anh chị. Của máy 541 của chú anh chị ạ. Và cần của Maru của chú anh chị ạ. Đó, thì tí nữa anh Thái sẽ báo giá ha cô chú anh chị ha. Và bên cạnh đó thì con Thái cũng có mỗi loại cũng có hai, còn dư có hai bộ thôi là cần giá nó dễ chịu cho anh chị. New West nguyên bộ luôn đó, mình có đầu máy thì mình ráp được thôi ha. Đầu bò 541 này, còn của New West này hai mặt đạn này, thì full phụ kiện này là tay lái, trái thì lái phải, rồi dao, rồi máng chắn cỏ, dây đeo đầy đủ nha cho anh chị. Đó thì New West còn hai bộ thôi, giá 700.000 của chú anh chị ạ. Và cần của Kawasaki này của chú anh chị. Đó, cần này thì dày hơn. Đó, thì cái thùng lớn nó có hai bộ như thế này, khoảng tháng dư hai bộ thôi. Còn đợi rác cho Terry Lambe đó của chú anh chị. Đây ha, còn 28 dày ha. Chuông đen này. Con chuối Hu này thì cần này 1 triệu nha của chú anh chị. Đó, tay lái này, tay lái của cần Kawasaki này. Chú anh chị ha, cái này cũng còn dư hai bộ của chú anh chị. New West cũng dư hai bộ, New West thì 700. Thì kèm theo là có dao, tay lái đầy đủ nha cô chú anh chị. Túi phụ kiện này, ốc vít luôn này, mình có đầu máy nữa là mình dùng thôi. Còn cần Moto Yama này của chú anh chị. Còn về 2 ly rưỡi ha. Đồ bò 541. Đó, thì cần này xịn hơn, 1,2 triệu. Thì nó cùng khuôn với Hu này, dây đeo giá trị này. Máng chống cỏ này, dây đeo này. Cùng khuôn với Hu này của chú anh chị. Này còn này, cần này thì Quang Thái cũng dư hai bộ thôi. Còn này 1,2 triệu của chú anh chị. Đó thì bây giờ vấn đề chính của chú anh chị ạ. Đó thì hôm nay con Thái cũng dư cần Hu và cần Meru, thì mỗi loại nó cũng hai bộ thôi của chú anh chị ạ. Còn Meru thì giá 1,8 triệu. 1,8 triệu thì gồm nó có những gì của chú anh chị. Một con dao này, sản xuất tại Nhật này của chú anh chị ha. Thì cần Hu thì của chú, cần Meru thì xin lỗi của chú anh chị, Meru thì của chú anh chị mình biết rồi. Cần Meru là cần sóng của chú anh chị. À, thì nó bao gồm như thế này. Đó, từ cái cần chở gì ở đây nghe cô chú anh chị. Đó, tay lái trái thì lái phải này, dao này, ha. Dao bẻ tắt lưỡi này. Tay lái trái thì lái phải của Meru này. Dày ha cô chú anh chị ha. Cần này thì được hàng của Nhật mà đặt nhà máy tại Thái Lan của chú anh chị. Đó, linh kiện thì sản xuất gia công ở Nhật ha, dao ở Nhật này. Đó, cần này, ha, cần 28 này. Dày nha cô chú anh chị. Đây lái cầm này, cầm này. Đó, cần sóng này, chuông đen này. Dày nha cô chú anh chị. Chuông đi dày tới 2 ly rồi. Đó. Nếu mà cô chú anh chị có hư phụ kiện thì con Thái xé ra bán nha cô chú anh chị nha. Đó, dây đeo của Meru này, hai quai ha. Và máng chắn cỏ. Đó, thì bao gồm như vậy nha cô chú anh chị. Đó, con Thái chị chốt lại nha. Chốt lại cái bộ cần thì cô chú anh chị biết rồi. Nếu như mà cô chú anh chị mình có cái đầu máy không á, cái đầu máy không thôi, dù như đầu Terry Lambe hay bất cứ một cái đầu gì mà mình cần hư á, thì mình muốn mua cần thường thì bên Thái có cần thường, mà cũng cần xịn thì bên Thái có cần xịn. Hiện tại thì dư Meru, cần Meru và cần Huone thì dư mỗi thứ hai bộ thôi. Đó, bao gồm là máy chân cọ, dây đeo đó thì có rồi, tay lái ha. Nói chung là ốc vít luôn này, cái lê này, cái này đi theo cần luôn này của chú anh chị. Và con dao sản xuất tại Nhật nha của chú anh chị. Đó, tiếp ít kể từ năm này. Đó, tiếp cứng gấp 3 lần thiết xây dựng của chú anh chị ạ. Cần Meru thì uy tín rồi.
giá 1,8 triệu của chú anh chị, bình thường giá 2 triệu của chú anh chị, giá thanh lý 1,8 triệu thôi, còn 2,8 triệu đây đó, 1,8 triệu là quán rẻ luôn, rẻ cực kỳ luôn của chú anh chị. Một cái đầu bò một con thái xí để bán là 1,50 triệu rồi của chú anh chị ạ. Cái chuông 450 này, chuông bán cho khách là 450 này của chú anh chị, còn hai bộ thôi. Nếu mà chậm thì chắc cái dao là để 250 này của chú anh chị đó, của chú anh chị nếu bán rẻ lẻ thì bạn thấy bán cao lắm đó. Còn nếu bán giống như bán chọn này thì giá rất là rẻ luôn đó. Thì dư hai bộ Meru nghe của chú anh chị, cần Meru ha, bao gồm về ha, về cần hô này của chú, chùm cuối của chú anh chị giá 1,850 nghe của chú anh chị. Đấy, giá 1,850 thì nó có máng chống cỏ này, full phụ kiện này đó, đầy đủ hết ha. Nói chung là quan thấy bán cái máy thì dư ra cái cần, thì cái đây là full phụ kiện, mình có cái đầu Tory 53 hoặc là đầu Tory 45 hoặc là cái đầu nói chung là đầu tôm lớn, đầu nào bán cũng được hết. Dây đeo này nhìn luôn chưa xé bì nhựa luôn nghe cô chú anh chị, phụ hưu hả, dây máng chống cỏ ha, đó phụ kiện này đó, dây ghe này, dao này, tay lái này của chú anh chị. Cô chú anh chị biết dây ghe bán bao nhiêu? Dây ghe của Hu á, không có tay lái nha, dây ghe không 350 của chú anh chị ạ, dây ghe không 350 nha, dây ghe rin của Hu như thế này là 350, dao dây đeo thì 350, dao 250 đó. Cô chú anh chị muốn mua lẻ thì còn thay bán lẻ đó. Thì cái chuông 450, cái chuông không thôi chưa, cái con thôi, cái lỗi, cái chuông không chưa có bắp chuối nha, bắp chuối là 300.000 nữa. Còn cái đầu bò này của chú anh chị biết không, của đầu bò này 850 nha, của chú anh chị nó mua con thái xí là bán nè, đầu bò mà mua có hộp là 850 nè, chú anh chị hàng riêng chết 850 nha của chú anh chị, thì chắc chắn đây là cần hưu rồi đó. Còn hưu thì nó có số series đây ha chú anh chị ha, cần này sản xuất năm 24 luôn này, 2024 là năm sản xuất này, 43410505 đó. Thì cái thùng nó đây của chú anh chị, đây đó, series ở đây sản xuất năm 24 này, 43410505 này, 0505 chắc chắn là hàng chính hãng luôn nghe của chú anh chị nha. Đó, mình quan thái bán thì rõ ràng như vậy đó, để của chú anh chị mình có lòng tin ha. Còn này là chắc chắn là còn hưu rồi đó, số series nó trùng lên số này của Sweden này của chú anh chị hả? Và cái dao này sản xuất tại Sweden thì điển luôn nha chú anh chị, có ghi trên đây đây của chú anh chị, dao này sản xuất này made in Sweden này, thì điển luôn ha, dao này thì 250, dây đeo 350, dây ghe không 350 của chú anh chị ạ. Còn nguyên cái cùm như thế này là phải 550 nha chú anh chị nha, 550 này cùm lái này đó, rồi bán nguyên bộ cho cô chú anh chị mình, dư cả hai bộ bằng thái bán chọn để cho dọn kho cuối năm của chú anh chị cho nó gọn ha. Thì có 1,850 triệu thôi, giá rất là dễ chịu luôn, 1,850 triệu của chú anh chị ạ. Đó, thì quan thái sẽ chốt lại bao gồm cái cần hưu nó như thế nào của chú anh chị, mình chỉ cần có một cái đầu máy Trung Quốc hay đầu xịn thì mình mua cái cần này về mình lắp ráp vô là hoạt động luôn nha của chú anh chị. Thì nó bao gồm phụ kiện này, đầy đủ full này, full phụ kiện đó, full phụ kiện này, nói chung là chụp vít đồ cà lơ đồ đầy đủ ha, máng chống cỏ này đó, ốc vít để mình dặn vô máy này, ốc vít để mình dặn vô cái bốn cái con ốc này vô cái chân máy của mình á đó. Đó, và hàng này là hàng mới 100% nha cô chú anh chị. Đó, đây Huane này, dây đeo này, dây đeo thì có bọc tay lái này đó, dây đeo của Hu này nên luôn chưa xé luôn này cô chú anh chị ạ. Đó, về một con dao sản xuất thời điển và cầm tay lái rin của nó luôn đó. Thì đặc biệt cái cầm của Hu Quang Thái đánh giá rất cao vấn đề này, có nghĩa là cái phi này là phi 19 này của chú anh chị, nhưng mà cái phi 19 ha, bản thân nó đã dày rồi của chú anh chị không, bản thân nó đã dày rồi, nhưng mà cái phi này đa phần kết cỏ là nó là cái đường kính của cái phi này này 19, nhưng mà bên Hu á là giống như là lão làng á, có kinh nghiệm làm rồi, họ lại ép cái cầm này này của chú anh chị, nó còn 18 à, ép cái đầu mà đỡ mình bắt vô cái lỗ này này, cái cần này này có 18 à, bình thường chỗ này 19 đúng không, nhưng mà họ tới đây của chú anh chị thấy có cái ngấn không, ngấn này rồi thấy có ngấn này, thì nó vô tới đây nó còn có 18 à, thì nó làm cho cái cầm nó chắc hơn nha cô chú anh chị. À, chú anh chị ha, chú anh chị đợi đủ thấy lấy nét ra xem đó, đó Hu nó hay chỗ này. À, cô chú anh chị thấy ngấn nào, ngấn này chỗ đây 19 đúng không, tới đây nó nhỏ lại còn 18 này, rồi mình đút vô khúc này ha, là làm cho cái tay lái của mình nó cứng cực kỳ luôn
có nghĩa là nó giống như nó cô lại của chú chị, nó cô lại như này. Ừ. Thì mình thấy đánh giá cái này rất là hay luôn, rất tuyệt vời. Đó, chỗ đây 19 ha, từ đây 19 này, đây là que, từ đây que đây còn 18 này, đó có phi 18 này, cái gì khủng khiếp luôn. Nếu mà chú anh chị mình mà mua cần hu là sự lựa chọn rồi, là đáng đồng tiền của chú anh chị. Chùm cuối ha, 1.850.000 của chú anh chị, có hai bộ thôi chú anh chị ạ. À. Đó, full phụ kiện luôn, dao đi đeo phụ kiện hết tất tần tật, mình chỉ có một cái đầu máy, cái đầu máy mà giật nổ được đó, thì mình ráp vô mình dùng thôi, không có thiếu gì hết chứ gì ạ. Đó thì chúng ta sẽ chốt lại cái clip hôm nay của chú anh chị ạ. Cần từ 700 cho tới 1.850.000 thì báo từ cao xuống thấp đi ha chú anh chị ha. Cần hu có hai bộ thôi, một giá 1.850.000 là đầy đủ, không có thiếu một cái gì, chỉ có thiếu cái đầu máy thôi đó. Và cần meru thì giá 1.800.000 của chú anh chị cũng giống như hu vậy thôi, cũng đầy đủ hết, không thiếu một gì hết, chỉ có thiếu đầu máy thôi đó. Và cần bên đây thì tầm trung của chú anh chị, cần của moto yame rattatadinambe thì giá 1.200.000 của chú anh chị, thì dây đeo chất lượng hơn ha, dây đeo nó cùng khuôn với hu này của chú anh chị đó. Còn 28 hết của chú anh chị ạ. Đây là cần của moto yame này, thì phụ kiện đầy đủ luôn, dao tay lái rồi đầy đủ hết, không thiếu gì hết của chú anh chị. Mình chỉ có một cái đầu máy giật nổ là bỏ vô dùng thôi, tâm lớn. Đó, tâm lớn là như thế nào? Tâm lớn có nghĩa là chuông nó 78 và con 76, 74. Đó thì mình ví dụ bên quan thái, ví dụ như cái chân ốc á mà cái của con máy mình á. Rồi ráp cái ốc chuối nó vô này. Thì quan thái ví dụ như là mình nói cho nó dễ hiểu là 12 không 124 thì 124 được. 12 1234. Thì từ con ốc nó là gai 6mm nghe của chú anh chị, và từ 1 qua 2 á là tâm ốc á là 70mm đó, và từ 2 qua 4 á này, từ 1 qua 2 này, từ 2 qua 4 á thì tâm ốc nó là 100mm đó, có nghĩa là một tắc của chú anh chị đó, là ráp được hết nghe của chú anh chị. Và cần này 1 triệu của chú anh chị ạ. Cần này cũng ráp từ Tenembe, cái Kawasaki này, cái ráp Tenembe cũng đầu bò 541 này của chú anh chị, cũng dây đeo này, dây đeo với máng chân cỏ này, dao đầy đủ hết nha, tay lái nha, tay lái này của chú anh chị, tay lái đây, lái đây ha, tay lái này cũng nó cũng giống như nó copy hu 541 của chú anh chị ha, đó, tay lái này, đó, cái này còn đây 1 triệu, còn này cái thùng nó có hai bộ, thì nếu mua thì Quang Thái xé cái thùng ra ráp gói thành một bộ ha, còn này thùng này hai bộ, đó. Và cuối cùng là cần rẻ nhất là cần new west nha của chú anh chị, trong đầu bò 541 luôn. Đó thì trước mình thấy bán cái đợt New West 541 của chú anh chị, cái tông 40mm đó, thì bán cũng thanh lý cái đầu, bán cái đầu đi rồi, giờ còn dư cũng hai cần thôi. 541 này, cần này 700.000 của chú anh chị, đây lái này, cũng dây đeo đầy đủ hết nha của chú anh chị, đầy đủ dao, dây đeo, phụ kiện đủ hết á. Đó. Đó, vậy của chú anh chị ạ. Thì Quang Thái cũng xin dừng clip ở đây, chào thân ái, hẹn gặp lại của chú anh chị trong những clip gần nhất. Đó, xin chào, hẹn gặp lại của chú anh chị mình ạ. À. Xin chào.